tuần tra trấn áp tội phạm cú đấm thép 363, công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin báo có nhóm quái xế gây mất an ninh trật tự nên lập tức tổ chức chặn bắt. Ngày 18 tháng 1, cán bộ cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc tổ 363 công an quận 8 cho biết khoảng 3 giờ ngày 17 tháng 1, cú đấm thép 363, công an quận 8 đang tuần tra trên đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8 thì nhận tin báo có một nhóm quái xế gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Thời điểm này, tổ công tác gồm 6 cán bộ chiến sĩ, gồm cảnh sát giao thông tuần tra và cảnh sát hình sự đặc nhiệm, lập tức di chuyển ra đường Phạm Thế Hiển. Khi đến khu vực cầu Bà Tàng, nối phường 6 và phường 7 của quận 8, thì phát hiện 40 quái xế đi xe độ nẹt bô ầm ầm gây mất an ninh trật tự. Ngay lúc này, cảnh sát hình sự đặc nhiệm phải nổ súng chỉ thiên nhằm trấn áp những quái xế. Phát hiện công an, nhóm này liền phóng xe bỏ chạy. Rất nhanh, cảnh sát hình sự đã bắt được một đối tượng. Sau khi được áp giải về trụ sở, thì người này khai nhà ở quận 6, được bạn bè rủ rê rạng sáng ngày 17 tháng 1 tập kết trên đường Lê Bôi, quận 8 để xem đua xe. Trong lúc tham gia bảo đêm, di chuyển náo loạn trên đường Phạm Thế Hiển. Trước khi ra đường Lê Bôi xem đua xe, thì bị cú đấm thép 363 phát hiện và truy đuổi.